Chè chuẩn Thái Nguyên các bác lưu ý dùm em này, nó phải luôn đảm bảo 5 tiêu chí. 5 tiêu chí là gì ạ? Trong này, xanh này, vàng này, sáng này, sánh này. Các bác uống vào lúc đầu thì có vị chát chát nơi đầu lưỡi và sau sẽ có vị ngọt hậu về sau. Đó mới là chuẩn chất chè Thái Nguyên quê em. Đây các bác nhìn này, cánh chè này đen mảnh móc câu này, nước chè luôn phải đảm bảo 5 tiêu chí. 5 tiêu chí gì ạ? Bác nào nghiện chè thì cũng biết rồi đấy ạ. Trong này, xanh này, vàng này, sáng này, sánh này. Uống vào sẽ có vị chát chát nơi đầu lưỡi và sau đó thì sẽ có vị ngọt hậu về sau. Tiền chát ngọt hậu thì mới là chuẩn chất chè Tân Cương Thái Nguyên. Em bây giờ thì em sẽ pha trực tiếp cái chè của nhà em cho các bác chiêm ngưỡng nhá. Em hãy cho anh mượn cốc nào. Pha trực tiếp chè của nhà em cho các bác chiêm ngưỡng luôn. Trăm nghe không bằng một thấy mà 1000 lần thấy cũng không bằng một lần thử. Em nói thật luôn chứ bác nào mà uống cái chất chè của nhà em rồi, uống một lần là nhớ, mua một lần là nghiện. Nghiện rồi thì lần sau muốn uống chè, muốn mua chè lại cứ liên hệ đến Mộc Trà để Mộc Trà mang đến những cái sản phẩm đặc sản trà Thái Nguyên Tân Cương chính hiệu luôn ạ. Đó, giá bình thường bên em bán một cân chè như thế này, bình thường bên em bán một cân chè như thế này với giá 350.000 đồng một cân. Nhưng mà ngày hôm nay em lên live em biếu em tặng các bác. Em biếu em tặng các bác để tri ân tất cả những tình cảm tin yêu của tất cả khách hàng Nam Bắc đã luôn ủng hộ Mộc Trà.